Xin chào anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đăng Vũ và mình là Long. Như tiêu đề này, mình muốn chia sẻ với anh em về những cái lưu ý khi chúng ta mua SuFi mà không phải ai cũng biết về những vấn đề này. Ok, trước khi mua SuFi, tìm hiểu video này nhé, bắt đầu thôi. Điểm đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý mà hay nhầm phải đó là chiếc SuFi của anh em nó sẽ chỉ có Windows bản quyền mà thôi, còn đâu cài những phần mềm thì nó không hề có bản quyền anh em ạ. Khi mua SuFi thì Microsoft sẽ cài đặt cho anh em là Windows bản quyền, và cái Windows ở trong những chiếc máy SuFi nó là bản quyền vĩnh viễn, anh em hoàn toàn thể update lên theo thời gian. Ví dụ như một số máy đang Windows 10 thì sau này và bây giờ có thể update Windows 11, tương lai có thể update Windows 12 một cách thoải mái, miễn là phần cứng nó đáp ứng được. Con đẻ mà anh em SuFi là con đẻ của Microsoft nên sẽ được ưu ái rất nhiều từ cập nhật phần mềm này hay là hỗ trợ lâu dài về hệ điều hành. Tùy xuất xứ của chiếc máy của anh em, nó sẽ có cài sẵn Windows Pro hoặc là Windows Home. Nếu mà người dùng cơ bản thì anh em sẽ không phải quá quan tâm về hai cái nền tảng ở đâu. Một số máy được cài đặt sẵn những phần mềm đặc biệt, ví dụ như bạn có thể cài đặt sẵn Office rồi chẳng hạn. Tuy nhiên Office ở đây Microsoft cài vào chỉ để Office dùng thử thôi, hoặc là sẽ cài thêm một số phần mềm dùng thử nữa vào trong máy này. Tổng kết lại, các phần mềm đó đều là bản basic và bản dùng thử, có thể là dùng thử trong một tuần hoặc là 30 ngày, sau đó chúng ta sẽ phải mua bản quyền. Microsoft sẽ không tặng kèm bất kỳ phần mềm nào miễn phí ở trong chiếc máy của họ. Anh em lưu ý điều đấy nhé, phần mềm và hệ điều hành hoàn toàn khác nhau, đừng nhầm lẫn. Lưu ý thứ hai, như là mình liệt kê ở đây nhé, những chiếc máy SuFi mới, ví dụ như SuFi Pro, SuFi Go thì nó đã loại bỏ đi hoàn toàn cổng USB-A rồi anh em ạ. Các dòng cũ hơn như là SuFi Laptop, SuFi Pro thế hệ cũ, nó có sẵn cổng USB-A full size, và có một chút số máy thì sẽ là SuFi đời mới, nhưng mà có, ví dụ như là chiếc SuFi Laptop Studio 2 loại có cổng USB-A mà phiên bản cũ SuFi Studio Laptop Studio 1 thì lại không được update. Tốt nhất là chúng ta sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn một chút này, và liên hệ bên bán hàng để được tư vấn một thật kỹ nhé. Biết đâu mua về mà anh em lại cần cổng USB-A trực tiếp ở trong máy thì sao? Anh em hoàn toàn có thể khắc phục điều này, đó là mua những cái hub chuyển đổi. Ở bên Đăng Vũ cũng có bán, anh em có thể vào trang Đăng Vũ để xem nhé. Bạn Media sẽ chèn lên trên màn hình cho anh em xem chi tiết. Cái thứ ba mà mình chia sẻ với anh em, đó là đừng lệ thuộc vào Windows Hello. Nhiều khách hàng mua những chiếc máy SuFi về biết có tính năng Windows Hello mà có khuôn mặt cực kỳ tiện, vô cùng tiện lợi luôn. Nhưng mà chẳng may ấy, quá lệ thuộc vào nó, máy update này, và nó yêu cầu anh em sẽ phải nhập password để có thể vào được trong máy, hoặc là vô tình anh em không sử dụng được cái Windows Hello mở vào khuôn mặt thì quên password, chúng ta sẽ không thể làm gì được cả, chúng ta sẽ không thể truy cập được bên trong, bắt buộc sẽ phải cài lại Win, rất là mất thời gian. Chính vì thế anh em hãy giúp mình nhớ password vào, đừng có lệ thuộc quá nhiều về Windows Hello mở vào khuôn mặt. Và vấn đề cuối cùng mình muốn chia sẻ với anh em, đó là các dòng máy SuFi Lite sẽ không gồm bàn phím và phụ kiện đi kèm. Nhiều khách hàng là có inbox với mình hỏi đây chiếc SuFi Pro 9 này chẳng hạn có kèm bàn phím và kèm bút khi mua máy hay không. Thì thật sự mà nói, khi anh em xem quảng cáo ở trên mạng hoặc là những hình ảnh ở trên mạng ấy, thì nó sẽ thường có ảnh máy đi kèm sẵn và pen và bàn phím rồi, nên rất dễ nhầm lẫn. Nhưng mà thực tế cái chiếc máy này nó không đi kèm bàn phím và không đi kèm bút anh em ạ. Hai sản phẩm đó chúng ta sẽ phải mua rời, chứ nó không đi kèm luôn sản phẩm. Kể cả mở hộp ra, nó chỉ có duy nhất một chiếc máy và củ sạc mà thôi. Có thêm quyển sách hướng dẫn sử dụng nữa, còn bên trong sẽ không có bàn phím và pen. Lưu ý vấn đề cuối cùng của mình, đó là phụ kiện đi kèm nó sẽ không đi cùng những dòng sản phẩm laptop Lite như SuFi Pro này, SuFi Go, mà sẽ phải mua rời hết anh em nhé. Nếu anh em muốn mua những chiếc máy SuFi và mua phụ kiện đi kèm thì có thể đến với Đăng Vũ, tại vì ngoài mức giá ấn tượng của những sản phẩm SuFi ra bảo hành ok này, những phụ kiện anh em mua kèm sản phẩm sẽ được giảm đến 10-15% nữa, nên nó sẽ rất tối ưu cho anh em. Video có rất là cơ bản như vậy thôi, anh em thấy video này thế nào, hữu ích hay không thì có thể bình luận phía dưới giúp mình nhé, để mình có thể cải thiện thêm. Nếu thấy video hay thì like, đăng ký để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.